Hoa yêu đàm, hoa yêu đàm thực chất chỉ là trứng của loài côn trùng có tên khoa học là Chrysopa perler hoặc lây tức loài mũi cỏ. Đây là loài côn trùng săn mồi, đẻ trứng trên gỗ, kính. Kim loại trên cửa sổ. Loài này có đến hơn 1.300 dạng khác nhau, trừ một số ít còn lại đại bộ phận trứng của chúng đều có hình dạng nhỏ dài, phần cuối của trứng được cố định trên cành cây, lá cây. Vỏ cây, phần trứng nằm ở phần đầu tách biệt hẳn với các vật thể trên, như vậy trứng của chúng có thể tránh bị các côn trùng khác tấn công. Muỗi cỏ khi trưởng thành và khi còn non đều có khả năng săn mồi rất mạnh, chủ yếu ăn các loài dẹp, nhện và trứng côn trùng và ấu trùng bướm. Trứng của loài này có khi tập trung hàng chục quả tại một chỗ, có loại lại chỉ đẻ một vài trứng, có loại đẻ hàng chục trứng trên một thân, nhìn bề ngoài giống như một chùm hoa. Thông thường sau khi đẻ khoảng 3-4 ngày, ấu trùng sẽ tách vỏ chui ra ngoài và đậu ở trên vỏ trứng khoảng 30 phút đến 120 phút. Động tác này sẽ giúp cơ thể ấu trùng cứng cáp ngoài không khí và trở lên nhanh nhẹn. Sau đó sẽ bỏ xuống dưới theo chiếc que đỡ trứng. Thông thường mũi cỏ cái thường chọn những nơi có nhiều dẹp để đẻ trứng, để khi ấu trùng vừa sinh ra có thể lập tức săn mồi ở xung quanh nếu xung quanh không có hoặc có ít thức ăn, chúng sẽ quay sang tàn sát lẫn nhau. Thông thường, khoảng 10 ngày sau ấu trùng mũi cỏ sẽ sinh trưởng trở lên trưởng thành. Ngừng săn mồi và bắt đầu làm kén. Chúng thường làm kén sau lá cây, dưới vỏ cây, lá cây cuốn tròn hoặc khe tường. Sau khi phá kén có đủ lông cánh, tức trở thành côn trùng chúng sẽ đi săn mồi như những con mũi bình thường, chủ yếu là các loài dẹp, côn trùng có hại vì vậy đây là loài côn trùng có ích cả vòng đời của chúng chỉ giao phối một lần nhưng mỗi lần sinh có khi tới cả ngàn trứng ghi nhận loài côn trùng đẻ trứng giống với hoa yêu đàm gần đây hoa yêu đàm hay yêu đàm bà la hoa một loài hoa truyền thuyết trong kinh phật đã liên tục xuất hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng các ghi nhận này xuất phát từ nhiều địa phương khác nhau Đến nay chưa có tài liệu xác thực nào về sự tồn tại của hoa yêu đàm, trong khi đó đã lan truyền nhiều vấn đề mang tính thổi phồng. Đã có một vài giả thuyết để lý giải về sinh vật khá thú vị này. Có ý kiến cho rằng đây là một loài nấm, lại có ý kiến cho rằng đây là một sinh vật bậc thấp chưa có cấu trúc mô. Trong quá trình điều tra xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng Khánh Hòa, nhóm nghiên cứu của Viện Sinh Thái Học Miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Chi Cục Lâm Nghiệp Khánh Hòa, đã phát hiện và thu mẫu một số sinh vật có dạng như hoa yêu đàm tại hai địa điểm. Hòn Vọng Phu, Khánh Hòa, và Vườn Quốc gia Bay Đắp Pi Núi Bà, Lâm Đồng. Kết quả theo dõi và phân tích đã cho thấy đây là một loài côn trùng. Toàn bộ các mẫu liên quan đang được lưu trữ tại Viện Sinh Thái Học Miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và theo dõi, dưới đây là một số ghi nhận về một loài côn trùng đẻ trứng. Có hình dáng rất giống với hoa yêu đàm như dư luận từng bình phẩm. Ảnh một sinh vật này được thu mẫu ở Hòn Vọng Phu, tỉnh Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2013. Ảnh Đinh Nhật Lâm, ảnh 2. Cận cảnh, hoa của loài sinh vật kỳ lạ. Ảnh đinh Nhật Lâm, mỗi hoa có màu sáng bóng, bề rộng cỡ 1 mm được gắn trên một sợi tơ mỏng dài khoảng 1 cm và khá trong suốt. Sau 10 ngày theo dõi, có thể thấy rõ các vệt đen lớn dần ở bên trong, khi tiến hành giải phẫu sinh vật này đã hình thành một ấu trùng. Ảnh 3, một ấu trùng xuất hiện sau lớp vỏ trứng mỏng, ảnh đinh Nhật Lâm, ảnh 4 cá thể trưởng thành được ghi nhận tại vườn quốc gia Bai Đúp núi Bà, tỉnh Lâm Đồng ngày 15 tháng 5 năm 2013 ảnh Đinh Nhật Lâm phân tích. Qua đối chiếu ấu trùng này rất giống với ấu trùng của loài côn trùng có tên khoa học là Chrysopa sp. Thuộc họ Chrysopidae và thường được gọi là Leuing. Theo một số nghiên cứu của Đại học Nông nghiệp và Tài nguyên Thiên nhiên California về Leuing, đây là loài côn trùng khá phàm ăn thức ăn của chúng là các loài trứng và ấu trùng của các loài côn trùng thân mềm khác là loài biến thái hoàn toàn với bốn giai đoạn sống khác nhau. Tập tính đẻ trứng của loài này khá độc đáo. Chúng đẻ trứng trên các sợi tơ mỏng trong suốt đã tạo ra trước đó, chân của sợi tơ gắn với giá đỡ là lá cây, cọng cỏ, hay bất kể vật gì rắn chắc. Nhằm bảo vệ trứng và ấu trùng khỏi các loài gây hại khác và một lý do quan trọng khác là tránh việc ấu trùng đầu tiên nở ăn những quả trứng bên cạnh. Trứng của lây u in sẽ nở sau 4 đến 5 ngày, các ấu trùng sau khi nở có thể săn mồi, đó là các ấu trùng. Trứng của loài côn trùng khác và chúng sử dụng chính vỏ của các con mồi này để tạo thành một cái kén cho mình sau một đến hai tuần sẽ xuất hiện lây in trưởng thành, có thể nói việc theo dõi và ghi hình qua từng giai đoạn phát triển. Từ trứng đến ấu trùng và cá thể trưởng thành của loài lây in đã giúp lý giải phần nào về hiện tượng hoa yêu đám. Đinh Nhật Lâm và Trần Giỏi những cái gọi là hoa yêu đàm mọc khắp nơi hiện nay chắc chắn không phải là hoa yêu đàm theo như kinh Phật đã nói. Chúng ta cũng không nên tùy tiện gọi chúng là hoa yêu đàm một biểu tượng thiêng liêng trong Phật giáo. Từ điển Phật học Huệ Quang tập 7, tia, năm 1943 ghi. Yêu đàm, tên khoa học Ficus Glomerator, thực vật ẩn hoa thuộc họ cây dâu, thân cây cao hơn 3 mét. Từ điển Phật học Hán Việt NXB khoa học xã hội ghi cây yêu đàm mọc ở các nơi như núi Himalaya, cao nguyên Deccan và nước Sri Lanka v.v. Thân cây cao hơn một trượng, lá có hai thứ một thứ phẳng trơn, một thứ thô nhám, cả hai thứ đều dài khoảng 4,5 tấc nhọn đầu. Hoa lưỡng tính rất bé, mọc kín ở lõm sâu trong đài hoa nên thường nhầm là loại cây không hoa. Hoa xếp như nắm tay hoặc như ngón tay cái thành chùm hơn chục đóa, ăn được nhưng vị không ngon. Không nên gọi hoa, lạ là hoa yêu đàm ảnh một bọ layu in và trứng khá giống với hoa lạ yêu đàm trong kinh tạng Pali. Hòa thượng thích minh châu dịch và chú giải là cây sung, tên khoa học là Ficus glomerator, ví như cây bồ đề, cây bằng, cây xanh, pilaka, cây sung, udumbara, những cây lớn này, này các tỷ kheo. Xanh từ hột giống nhỏ, có thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây khác. Kinh tương ưng bộ V, chương 2, phẩm triền cái, phần cây, NXB tôn giáo, 2000, tia, 153. Ví như một người đem củi khô từ cây saka lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Và một người khác đem củi khô từ cây sala lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem cây củi khô từ cây xoài lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem cây củi khô từ cây udumbara cây sung lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra kinh trung bộ 2. Kinh Kanakathala, số 90, Viện NCPSVN Ấn Hành năm 1992, TIA, 635. Rõ ràng, xét theo kinh điển Phật giáo thì yêu đàm là một loài cây lớn, có cành lá xanh tốt. Chính cây yêu đàm đã che mát cho Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trong khi Ngài tọa thiền và chứng đạt giác ngộ tối thượng. Này các tỷ kheo, Thế Tôn Konagamana, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Bậc A-La-Hán, tránh đẳng giác, giác ngộ dưới gốc cây Udumbara Otambala. Trường Bộ Kinh, Kinh Đại Bổn, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Ấn Hành năm 1991, Tia, 436. Mặc dù kinh điển Phật giáo không mô tả hình dáng cụ thể của hoa yêu đàm nhưng trong chừng mực nào đó chúng ta đã xác định được cây yêu đàm là loài cây cao lớn, nói theo hòa thượng thích Minh Châu là cây. Sung, nên những cái gọi là hoa yêu đàm mọc khắp nơi hiện nay chắc chắn không phải là hoa yêu đàm theo như kinh phật đã nói thiết nghĩ khi các nhà khoa học chưa nghiên cứu và định danh hoa lạ thì chúng ta cũng không nên tùy tiện gọi chúng là hoa yêu đàm một biểu tượng thiêng liêng trong phật giáo chúc các bạn tinh tấn